Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vấn nạn bán chợ truyền thống Ngày 9 tháng 2, Báo Tiến Dân đăng bài Cướp chợ kỳ 1 của tác giả nhà giáo Thái Hạo Bài viết ngắn này kèm theo một video clip tác giả tự quay tại chợ xã Trường Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, sáng 30 Tết Trong video, một người đàn ông thu tiền chợ này đi dọc theo các gian hàng tay giật tiền, miệng chửi bới đe dọa liên tục là những cái chỉ tay và tiếng cút cút không ai dám hó hé nói lại, chỉ phân trần và xin. Ngày 10 tháng 2, Báo tiếng Dân đăng tiếp kỳ 2 với tựa đề Cướp chợ và câu hỏi chợ của ai cùng mấy vấn đề gửi đến chính quyền các cấp. Tác giả dẫn lời tiểu thương chợ Trường Sơn cho biết Người đàn ông hung hăng, chửi bới và cướp tiền của tiểu thương là ông Long, chủ chợ. Hình ảnh hai bài trên báo tiếng Dân. Để được bán cá ở chợ này, cách đây khoảng hơn một tháng, các tiểu thương đã phải nộp tiền chỗ ngồi 2 triệu đồng. Nhưng vì ông Long xếp cho chỗ ngồi mãi trên góc xa, không có khách mua, nên ngày 30 Tết họ phải mon men xuống chỗ tốt hơn để ngồi, mong bán được chút hàng. Ông Long không cho và nói nếu muốn ngồi đây thì phải đóng thêm một triệu nữa. Họ cũng cho biết dù đã đóng tiền chỗ ngồi, nhưng mỗi ngày đi chợ thì vẫn phải trả tiền quét, tức là phí chợ. Ngày thường là 20-30 nghìn, ngày Tết là 100 nghìn. Tác giả cho biết dàn hạng của mấy người bán cá này chỉ thấy leo tèo, mấy mẹt ngao, mực và ít cá. Tổng tiền hàng không biết có nổi 1 triệu đồng không? Tác giả đã câu hỏi với chính quyền xã Trường Sơn và huyện Nông Cống như sau. Thứ nhất, chợ này là của ai? Chợ nhà nước, tức là của dân hay chợ của ông Long? Thứ hai, ông Long là người đã mua đứt chợ Trường Sơn hay là người trúng thầu thu phí chợ? Nếu là người thu phí chợ, vậy căn cứ vào quy định nào để ông ta thu tiền như cướp bóc giữa chợ? mà không phiếu không hóa đơn, không có niêm yết mức phí tại điểm thu tiền. Ông Long, người được gọi là chủ chợ Trường Sơn, hình cắt ra từ clip. Thứ ba, chính quyền xã Trường Sơn và huyện Nông Cống có biết tình trạng thu phí như trấn lột đã diễn ra nhiều năm nay tại chợ Trường Sơn hay không? Nếu không biết thì các vị có xứng đáng làm cán bộ để quản lý xã hội nữa hay không? Thứ tư, để cho hành vi thu tiền trái với quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành diễn ra tại chợ Trường Sơn mang tính chất côn đồ, trấn lột như đã thấy trong các clip thì chính quyền xã và huyện này phải chịu trách nhiệm như thế nào? Đồng thời tác giả cũng gửi đến chính quyền tỉnh Thanh Hóa mấy vấn đề sau. Tác giả được biết chợ Trường Sơn trước đây tên là chợ Nồn đã có lịch sử cả trăm năm nhưng chỉ trong vòng hơn 10 năm nay thì bị chuyển vị trí hai lần. Chợ không chỉ là một địa điểm buôn bán mà còn là một không gian văn hóa đặc trưng của làng Việt tại sao lại có việc chuyển chợ liên tục như thế. Theo tác giả, chính quyền Thanh Hóa cần điều tra tất cả các vấn đề có liên quan đến việc soàn soạt di chuyển chợ Trường Sơn để làm sáng tỏ động cơ, mục đích và các vấn đề pháp lý khác. Một tiểu thương chợ Trường Sơn, hình cắt ra từ clip. Tác giả lưu ý rằng, người dân địa phương mới là chủ thể của chợ, hiểu theo cả nghĩa vật chất lẫn kiến tạo văn hóa. Do vậy, không thể tùy tiện giao chợ cho tay tư nhân nào theo kiểu đấu thầu 50 năm, rồi mặc cho người này thao túng, tróc nã tiền người dân và hủy hoại các giá trị nhiều mặt về cả phương diện kinh tế, xã hội, văn hóa như cái cách mà chính quyền xã Trường Sơn đang làm và phó mặt cho người đàn ông tên Long kia công khai trấn lộn người dân. Theo tác giả, chính quyền cần phải có nghiên cứu và thái độ ứng xử phù hợp với các chợ truyền thống, đặc biệt là chợ quê, để cho đảm bảo chủ thể của người dân đối với chợ và không để chợ trở thành công cụ cho các nhóm lợi ích, thì cần trao chợ lại cho người dân quản lý, bảo vệ, giữ gìn dưới sự giám sát của chính quyền. Tác giả nhận định, chợ Trường Sơn có thể là một điển hình đại diện cho tình trạng chung của các chợ truyền thống ở khắp các huyện, xã. Vì vậy, chính quyền cần phải có một cuộc rà soát và chấn chỉnh đồng bộ, không thể tiếp tục thả nổi cho các địa phương tự ý bán chợ. Tác giả tiếp tục lưu ý, ban quản lý chợ phải có bản phí niêm yết theo mức quy định và phải có phiếu thu khi thu tiền tiểu thương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo .d với bản tin Vấn nạn bán chợ truyền thống. GDP màu hồng và sự tài tình của đảng Ngày 10 tháng 2, blog Tùng Phong trên VOA Tiếng Việt có bài bình luận Việt Nam, GDP và câu chuyện về những con số. Theo tác giả, một nửa sự thật là chỉ số GDP, và bình quân GDP cho mỗi đầu người luôn tăng lung linh bảy sắc cầu vọng. Trong khi đó, một nửa cái bánh mì là phần thu nhập khả dụng của người dân đang cạn kiệt. Tác giả dẫn các báo lệ phải, theo đó con số về tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm 2023 đang nhảy múa từ 4,7% đến 5,05%. So với mục tiêu 6,5%, kết quả đạt được dù tính theo phương pháp nào cũng khá khiêm tốn. Tác giả cho rằng, đối với nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam hay Trung Quốc, nơi mà vai trò quản lý nhà nước mang tính quyết định và khói doanh nghiệp quốc danh vẫn đóng vai trò chủ đạo, thì chỉ số tăng trưởng GDP và bình quân GDP cho mỗi đầu người còn gánh vác cả trách nhiệm chính trị là sự khẳng định về vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của đảng, cũng như tính chính danh chế độ. Và đây là hình bài bình luận trên VOA. Mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân không bỏ lại ai phía sau, được coi là cú cánh cho mọi cuộc đàn áp về nhân quyền, tự do ngôn luận hay tín ngưỡng. Tuy vậy, những con số này có phản ánh đúng về tình trạng thu nhập và sức sống của người dân hay không? Tác giả cho hay, con số này rất trái ngược với thực tế đời sống của đa số người lao động hiện nay. Năm 2023 là năm ghi nhận số doanh nghiệp đóng cửa cao kỷ lục với hơn 14.400 doanh nghiệp rời khỏi thị trường mỗi tháng mới chỉ bước qua tháng 1 năm 2024, cả nước ghi nhận tới hơn 53.900 doanh nghiệp đóng cửa. Sài Gòn ghi nhận chỉ số sản xuất công nghiệp sụt giảm tới 21,4% so với tháng trước và 15% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là chỉ dấu rõ ràng của một cuộc đổ vỡ cả về kinh tế lẫn niềm tin xã hội. Tác giả cho biết có nhiều phương pháp tính GDP và bản thân chỉ số GDP có nhiều lỗ hỏng cho nên nếu chỉ nhìn vào quy mô GDP thì không thể đánh giá hết nguồn lực và thực lực của nền kinh tế. Trong thống kê và kinh tế học vĩ mô, GDP không phải chỉ là chỉ tiêu quan trọng nhất. Ngoài GDP, các chỉ tiêu như thu nhập quốc gia, thu nhập quốc gia khả dụng, thu nhập từ sở hữu, chi trả sở hữu, chuyển nhượng tức cơ bản là kiều hối và tiết kiệm là những chỉ số quan trọng. Trong đó đặc biệt chỉ số tiết kiệm quyết định nguồn lực cơ bản để tái đầu tư nền kinh tế Việt Nam gần như không có tiết kiệm và do đó không có nguồn lực để tái đầu tư. Và đây là hình thủ tướng Phạm Minh Chính, người đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Tác giả nhận xét, điều kỳ lạ là trong các báo cáo kinh tế vĩ mô của chính phủ Việt Nam trong gần 20 năm nay hầu như không bao giờ tham khảo và xét tới các chỉ số này. Giới chức Việt Nam ưa thích sử dụng GDP, bình quân GDP đồng người và có đó là phong biểu kế vạn năng duy nhất trong khi GDP đầu người khó lòng phản ánh xác thực mức sống của người dân. Do đó vẫn theo tác giả, các nhà kinh tế và thống kê trên thế giới dùng một chỉ số khác, chỉ số thu nhập bình quân đầu người, nghĩa là thu nhập bình quân đầu người là tổng tất cả các nguồn thu nhập từ lương, các nguồn sinh kế và các khoản thu nhập khác được cho, tặng, thừa kế, đền bù, tiền mừng, tiết kiệm, chia đều cho tất cả các thành viên trong hộ gia đình. Ví dụ năm 2023, Việt Nam nhận tới 16 tỷ đô la kiều hối. Đây cũng là một khoản cấu thành thu nhập bình quân đầu người. Tác giả đánh giá, phía sau con số tăng trưởng GDP màu hồng là một bức tranh xám xịt. Chỉ số GDP và bình quân GDP đầu người được dùng để phô trương thành tích, trong khi các chỉ số kinh tế phản ánh chính xác hơn mức sống của người dân, như bình quân thu nhập đầu người hay thu nhập quốc gia khả dụng, tiết kiệm đều vắng mặt trong báo cáo của chính phủ. Có lẽ đó chính là sự tài tình của đảng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin GDP màu hồng và sự tài tình của đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời Bảo Châm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.